Xin chào các anh chị. Trong video này, chúng ta tiếp tục review phần mềm HR Online, phần mềm quản lý nhân sự 4.0. Module đánh giá. Với module đánh giá của phần mềm HR Online, các anh chị có thể triển khai các phương pháp đánh giá khác nhau như phương pháp đánh giá KPI, đánh giá ASK hay là đánh giá 360 độ. Và hình thức đánh giá có thể là đánh giá song song hoặc là đánh giá chuyển tiếp theo từng cấp. Trên thanh menu các anh chị chọn phần đánh giá. Như các anh chị thấy, chúng ta sẽ thiết lập những cái tiêu chí đánh giá, sau đó là tạo kế hoạch đánh giá, và những cái phiếu đánh giá sẽ được tự động tạo khi mà những cái nhân viên hay là những cái người quản lý đã đánh giá, thì chúng ta sẽ có kết quả đánh giá của nhân viên, của phòng ban và kết quả đánh giá của cá nhân. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào phần tiêu chí đánh giá. Đây là danh sách của những cái tiêu chí đánh giá. Chúng ta vào một cái tiêu chí đánh giá cụ thể. Đầu tiên đó là loại đánh giá, KPI đơn hay là KPI tổng hợp. KPI tổng hợp tức là những cái tiêu chí mà có những cái tiêu chí con ở bên trong. Rồi tên tiêu chí, tỷ trọng, chỉ tiêu và đơn vị, màu sắc vân vân. Đó là một cái tiêu chí đánh giá. Tiếp theo chúng ta vào phần kế hoạch đánh giá. Chỗ này các anh chị có thể thêm một cái kế hoạch đánh giá. Thì trong kế hoạch đánh giá, đặc biệt là có phần loại đánh giá, loại chuyển tiếp hay là loại song song. Song song có nghĩa là những người đánh giá sẽ làm song song với nhau, còn chuyển tiếp là những người đánh giá sẽ đánh giá theo thứ tự, từng bước một. Chúng ta sẽ thêm những cái tiêu chí đánh giá vào phần này. Có những cái tiêu chí như sau: năng lực quản lý, chuyên môn, thái độ, đánh giá ứng viên, đánh giá tuyển dụng, đánh giá kỷ luật, đánh giá khen thưởng, vân vân. Những cái tiêu chí này là những cái tiêu chí động, và các anh chị có thể thêm những cái tiêu chí mới trong phần là cấu hình danh mục. Rồi tiếp theo đó là đối tượng đánh giá, ta sẽ thêm những cái nhân viên vào đây. Ở phòng ban nào, ở hay là những cái chức danh nào, vân vân. Chúng ta sẽ chọn những nhân viên vào cái kế hoạch đánh giá. Và cuối cùng đó là người chấm điểm. Chúng ta sẽ thêm những cái người chấm điểm vào trong cái kế hoạch đánh giá. Tiếp theo, sau khi chúng ta tạo một kế hoạch đánh giá thì phiếu đánh giá sẽ được tự động tạo ra. Chúng ta biết được là phiếu đánh giá này thuộc kế hoạch nào, số đối tượng là bao nhiêu, ngày đánh giá, người đánh giá và tiến độ đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm. Sau khi các anh chị tiến hành đánh giá nhân viên thì chúng ta sẽ có được kết quả. Thì đây là bản danh sách kết quả đánh giá của nhân viên. Kết quả được hiển thị ra rất là cụ thể. Các anh chị có thể xem là điểm trung bình và xếp loại của từng nhân viên. Và chúng ta có thể xem dưới dạng biểu đồ. Rất là trực quan. Đó là phần kết quả của nhân viên. Và chúng ta vào phần kết quả của phòng ban. Và cuối cùng đó là phần kết quả của cá nhân. Vừa rồi chúng ta vừa review qua module đánh giá của phần mềm nhân sự HR Online. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau.